Lúc mà nghe tin chồng của mình bị điện giật như thế thì cái tâm trạng của em thế nào? Hôm ấy cắt tay này xong thì sang tay này thì bác sĩ bảo là giờ đang hồi chẩn mấy ngày để quyết định có cứu được cái tay ấy không. Đúng lúc ấy là tinh thần của em suy sụp luôn, nên là em không vô được trong anh. Hôm ấy là em phải nhờ người vào chăm sóc anh, nhưng em không thể trực tiếp được với anh. Cái chân này. Chỗ bên ấy là họ lấy giá, bên Ở ấy đây là lấy lấy giá, da. dạ. Đừng lên Đây từ đây từ cũng lấy tìm, da hả? dạ, đến lấy giá bên ấy bị bỏng. À, bên kia là bị bỏng. Mấy cái lần mà Khánh cứ gọi điện cho vừa gỗ sơn ấy quý vị. Mà nhìn hình ảnh của em sơn qua cũng đang nằm trong bệnh viện, cũng cơ thể là bọc trắng luôn cả cả người. Quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang quay trở lại xóm 10, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An quý vị ạ, để thăm lại một hoàn cảnh rất là đáng thương, một câu chuyện về hai anh thợ hồ nghèo đi làm thợ hồ ở bên Lào đấy. Và không may thì hai anh xảy ra một cái vụ tai nạn vô cùng thương tâm, bị điện giật và sau đó thì phải cưa tay, cưa chân. Nó trông thê thảm, đáng thương vô cùng quý vị ạ. Trong một cái hoàn cảnh gia đình thì nghèo, con cái thì đang rất là nhỏ dài. Và trong cái khoảng thời gian đó đấy, thì quý vị chúng ta biết đến câu chuyện này thông qua chương trình của Khánh. Và cũng đã có một khoản tiền rất là lớn so với hai anh để giúp đỡ cho gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn. Cho đến bây giờ thì hai anh đã qua được cơn nguy kịch và đã quay trở về với gia đình rồi. Tuy nhiên thì từ lúc mà xảy ra cái sự cố đến bây giờ đấy thì chưa có một cái lần nào mà Khánh trực tiếp đến gặp được hai anh để chia sẻ với tất cả quý vị. Mặc dù quý vị đã dành cái tình cảm qua cái chương trình của Khánh để giúp đỡ. Cho nên là ngày hôm nay biết hai anh đã quay trở về thì Khánh đến trực tiếp tận nhà để trò chuyện, để động viên và cái điều đặc biệt là để cung cấp những cái thông tin mới nhất của hai anh để chia sẻ với quý vị, để cho quý vị chúng ta biết và cũng qua đây để cảm ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ cho các anh trong những ngày vừa qua. Bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Ok. Và trường hợp đầu tiên mà chúng ta sẽ đến đó là trường hợp của em Sơn. À, đây là cái căn nhà của em Sơn đang ở cùng với mẹ đấy quý vị. Vợ chồng nó ở cùng với mẹ trong cái căn nhà này. Ôi giời ơi, con chào bác. Dạ. Hello, chào cả nhà nhé. Chà chà chà. Ôi giời ơi, mẹ con đang làm gì đấy? Dạ, chào gì nhá. Chào. Hả? À, em vừa của anh Sơn á. À, đang đang cho con ăn à em? Ở đây cháu chứ không phải con á? À, con ở trong phòng á? Ừ. Nhận ra anh không? Có ha? Dạ. Chào bà nội nhé. À, bà ngoại. Bà nội là đâu nhỉ? À, đây đây là bà nội à? Bà nội đây, đợt trước con ra gặp bà rồi hả? Dạ. Bà nhớ con được không? Có, anh Khánh đi. À, dạ vâng, con Khánh đây. Dạ. À, hôm nay nghe tin là Sơn đã về rồi. Cho nên là chúng con ra thăm em Sơn một tí. Đây là em Ly hả? Ly là vợ của Sơn đúng không? À, trong những ngày qua khi mà chăm sóc ở tại bệnh viện là anh Khánh có liên lạc với em hả? Qua Zalo có trò chuyện với mọi người rồi. Thế bây giờ Sơn đâu rồi? Anh đang nằm trong phòng em. Đang nằm trong phòng không? À, thế thăm Sơn tí nào. Ui, đông nằm. Hello Sơn ơi. Chào anh. Ôi giời ơi, chào em. Ơi chào hai bố con nhá. Ấy chà chà chà. Em ra được đấy. À, ra được á? Ấy chà chà chà. Úi giời. Găm mic đây trò chuyện với Sơn tí. Dạ. Em ngồi đây à. Đấy, đi ra ngoài cho thoải mái. Trông trắng trẻo đẹp trai thế nhưng mà tiếc cái này không may là bị tai nạn đi hả? Dạ. Ấy chà chà chà. Ấy. Ok, chắc là ngồi bên kia tí hả? Dạ. Ngồi bên kia tí anh em mình ta trò chuyện chút. Con trai về rồi bà nội đỡ lo lắng hơn à? Đang đi đường đó đấy. Dạ, đỡ lo hơn rồi. Chết chà.
Hôm nay là anh nghe thông tin là em về rồi. Dạ. Cũng đâu đó được đôi tuần rồi đấy hả? Dạ. Ừ. Nhưng thầy, mà thầy anh tên em hay xem chương trình của anh không? Cùng có dạ, xem chương trình của anh á. Gặp anh. Dạ. À. Ờ thì thời gian qua thì cũng biết cái sự cố của em. Tuy nhiên thì lúc bấy giờ là em nằm viện. Dạ. Và trong cái phòng đặc biệt. Cho nên là cái việc mà trực tiếp vào để thăm em thì cũng hơi hạn chế. Dạ. Cho nên là anh Khánh cũng có kết nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho em đấy. Dạ. Hôm nay biết được em cũng qua cái cơn nguy hiểm rồi. Dạ. Bây giờ trở về với gia đình rồi anh đến anh thăm một chút dạ. nhé. Dạ. Ừ. Thì anh em mình ta đứng dậy ta ngắm nghía đi những cái tổn thương của Sơn một tí nào. Sơn trông đẹp trai trẻ đấy, nhưng mà bây giờ là tiếc cái là bì như thế này cả nhà này. Nhưng mà không sao em, mình vẫn lạc quan đấy nhá. Dạ. Mình đã qua cái cơn nguy kịch rồi. Dạ. Giữ được cái màng là tốt rồi em. Nhưng mà cũng biết làm sao được. Đây này. Ui giời ơi, chân cẳng này. Dạ. Tay chân như này, ui giời ơi. Những cái này là do bọng rồi em. Dạ bọng. Ừ. Khiếp cái mấy cái lần mà Khánh cứ gọi điện cho vừa của Sơn ấy quý vị. Mà nhìn hình ảnh của em Sơn qua cũng đang nằm trong bệnh viện, cơ thể là bọc trắng luôn cả người, trông tội nghiệp. Cái tay phải là bị cắt hoàn toàn luôn. Dạ đấy. Dạ cắt. Ui dồi ôi, đây cả nhà này. Sợ thế. Bây giờ đây còn đau nữa không em? Dạ có. Vẫn còn đau á? Dạ. Ôi trời ơi. Vẫn còn đau cả nhà. Đấy, cụt hết. Cái này là tháo khớp tần đây luôn hả sức? Dạ. Khâu tháo khớp tần thế này luôn, tay phải. Em thuần tay phải hay tay trái? Dạ em thuần tay phải. Ừ, bây giờ nó hơi khó khăn. Sau dạ. lưng là có bị dạ, dạ, bị bọng bức gì không? Không, ít ạ. À, sau mày lưng đẹp ít thôi. Dạ. Anh tắt cái chuông điện thoại có người gọi. Còn bên này là do bọng hay là do phải lấy thịt để đi ghép chỗ khác? Dạ đấy bị bọng ạ. Bọng á? Dạ bọng, khó ừ. ghép thịt đấy thôi. Ủa, nhưng mà bây giờ nó bị cứng cơ luôn à? Dạ nó cứng, nó kẹo cơ lại. À. Nó bây giờ cứ vận động. Dạ có em vận động. Dạ vận động có vào được nhưng duỗi đá hết cỡ. Em thử co hết cỡ được đến đâu? À nhưng duỗi đá là bây giờ còn đau nhiều không? Dạ đau ạ. Vẫn còn đau nhiều dạ, không? Dạ có lắm. Khó lắm. Anh thấy kiểu chỗ này nó cứng cứng căng căng này hả? Dạ nó căng. Nó bị kẹo vô. Thế còn dưới chân này là dạ, chân này. Chỗ bên đi là hồ lấy giá bên đây là lấy giá. Dạ đựng lên đây đây tìm ra dạ hả? Dạ đến đây dạ bên ấy bị bỏng à, bên kia là bị bỏng đây cũng bị bỏng dạ à. Bác sĩ nói là bây giờ mình có nên đi vận động lại liên tục không hay là dạ, có hạn chế? Có vận động không sợ nó bị téo cơ à, phải vận động đúng không dạ. Thực sự là nhìn bây hôm nay nhìn gặp em nhìn thoạt nhìn như nhìn em như này anh cũng không nghĩ là em là thợ hồ đâu. Nhìn trông rất là sáng sủa, rất thư sinh, đẹp trai lắm. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì không may như này thôi, bây giờ mình cứ lạc quan lên em. Dạ. Nghe những câu chuyện những người mà cũng kém may mắn họ cũng sinh ra khỏe mạnh bình thường nhưng sau đó là bị sự cố và dẫn đến là cụt chân. Dạ. Cụt tay. Nhưng mà họ vẫn làm nên được những cái điều kỳ diệu. Mình nghĩ như thế thì mình mạnh mẽ lên em nhé. Dạ. Để mình vượt qua khó khăn. Anh biết là bây giờ mình bì như thế này là mình cũng đôi khi mình chán đời. Bởi vì anh có những lúc là anh cũng bì những cái sự cố. Dạ. Rồi mình cũng cảm thấy là mình chán đời. Đó, mình nghĩ rằng là mình đang khỏe mạnh, đang bình thường, nó ngon lành và sau tự nhiên như thế này là sẽ có những lúc tâm trạng mình như thế nhưng mà phải dạ. phải lạc quan lên để mình vượt qua nhé. Dạ. Đấy. Thế bùng gan chưa? Dạ không ạ, bùng không. Chắc cái đùi. Bây giờ trong người là bây giờ đau nhất là chỗ nào? Dạ chỗ bên phải. Ờ cái này bây giờ nằm nghiêng là không nằm được nữa hả? Dạ nằm nghiêng thôi. Tạm thời là chưa nằm nghiêng phía bên phải được đúng không? Dạ. Về thế. Đấy. Cưa cắt hụt. Hôm mà bì xong mà về bệnh viện cấp cứu là cắt luôn hay sao em? Dạ dạ. Nan giải đấy hả? Dạ cái tay em đứng phải vận động nhiều để cho đỡ cứng, bị cơ bị rút. Cơ bị rút á? Dạ em thẳng hết cỡ. Thẳng hết cỡ là như thế dạ. rồi. Bây giờ đứng một lúc là em cảm thấy nó tê rồi, nó dạ. khó chịu nơi chân thế à? Dạ.
Tê chân lắm, nó tím hết. À, em Sơn mới đứng một chút mà cả nhà chúng ta nhìn thấy tím luôn này. Ừ, đứng một lúc mà tím luôn. Chứng tỏ là những cái niêm mạc rồi là cái chỗ mà bị bọng á. Dạ. Rồi là cái chỗ mà cắt da lên để cấy đi chỗ khác là cũng đang còn yếu lắm hả? Dạ. Thành ra là khi mà mình đứng một lúc như thế là máu rồi là nước nó dồn xuống dưới là nó dạ. Làm cho mình căng, nó đau, nó mệt mỏi đúng không? Dạ dạ. Ừ. Em hãy ngoảnh quạt sang đây kìa. À đây đây, quay cho em Sơn cái quạt sang em. Đấy. Nóng hả? Dạ nóng. Ừ. Cái chân với nó cắt nó đau lắm ấy. À ôi, quên mất. Và cái bàn chân này nữa, cả nhà này lúc nãy từ giờ là chưa để ý. Ồ, cái chân này bị cắt luôn cả cái nửa bàn chân rồi. Quên mất cái lúc nãy giờ đứng là cứ tưởng là đi dép nó đờ nó tọt ra ngoài. Cứ tưởng là cắt ở trên một phần phía trên, cắt cánh tay, cắt cả chân nữa. Mà cái này là cắt nhưng mà lại níu cái đầu ngón chân quý vị này. Níu cái đầu da của đầu ngón chân vít lên đây này. Bởi vì Khánh thấy nhìn từng cái vân của ngón chân luôn. Dạ. Da của ngón chân đấy em. Dạ. Đấy cái da này da ngón chân thôi, còn da của gót chân đấy, bàn chân là sẽ không có cái vân ngón tay đây cả nhà. Đây, khiếp này. Hôm đó là đang Sơn. Dạ, hôm đó thì cái lúc giật thì em không nhớ nữa. Bây giờ thầy nghe họ kể lại là thầy bảo là mọi người là khi nó giật nó rù ra nó buông tay hết là khi họ lại mà không đẩy dạo ra cự. Ừ. Nhưng mà lúc trước đó là em đang dừng giàn giáo hay là làm gì? Dạ bọn em đang di chuyển giàn giáo. Di chuyển giàn giáo? Dạ. Giàn giáo bằng sắt. Dạ. Cái giàn giáo bằng sắt đấy quý vị. Đấy, mà anh em là đang di chuyển giàn giáo. Dạ. Mà không biết là điền hở chỗ nào à? Dạ, đường điền nó cách đỏ nhưng mà sao nó phỏng điền thế em cũng đỏ lắm. À, dạ. Sợ thật. Không chỉ là những người làm cơ khí, hàn xì mới có những cái rủi ro về điền, mà thậm chí những anh thờ hồ quý vị. Đấy, mà cũng bị rủi ro về điền. Nói chung là nghề nào cũng có những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro. Đòi hỏi là chúng ta cần phải cẩn thận. Nhưng mà cái số thì biết làm sao được. Cũng cẩn thận rồi nhưng mà cũng không biết là điền từ đâu nó phóng ra đây. Dạ. Nan giải thế chứ. Hôm đó tốp thờ của mình cũng bị nhiều người hả? Dạ, bị 4 người anh ạ. 4 người. Tội nghiệp. Trong đó thì 2 người không may là qua đời rồi. Sơn với Tới. Thì hai em gọi là may hơn một chút so với 2 người còn lại, vượt qua được cái lưới tử thần, nhưng mà bây giờ cũng bị tổn thương rất nặng. Bây giờ là mất phải 80% khả năng lao động, 80-90%, căng thế, nan giải. Ngứa. Hả? Ngứa quá. Dạ. À, ngứa bây giờ là, ngứa nhức thế này thì bây giờ vừa cứ ngồi là cứ khải cho Sơn thôi. Dạ. À? Bóp suốt đi chứ. Bóp suốt đi hả? Ừ, dạ. Vâng. Ai chà chà, căng thế. Lúc đó là cái tay phải của em Sơn này. Dạ. Là bị như thế nào mà đến khi mà phải cắt đi? Tay phải em là lúc ở bên kia về là lúc tỉnh lúc mấy là bên này nó không, mình không thể nữa được, không thể cử động được nữa. Dạ, không cử động được. À. Chết luôn. À. Tức là lúc đó là bên dưới là phía khúc dưới là nó chạy đến cái khuỷu tay con từ đâu? Từ đây. Dạ. Từ đây lên tầng trên này là mất chắc xương. Nó nổ hết thịt. Thịt nó nổ ra luôn á? Dạ, cái tay nó nổ hết thịt luôn. À. Anh nghe nói là cái lúc đó là cái tay, cái thịt của em, cái gân là nó cháy, nó bở ra giống như một cái củ sắn hay củ khoai mà mình nấu là nó bể, nó toe ra phải không? Dạ, nó toe hết chắc xương nữa thôi. Lúc còn chắc xương nữa thôi? Dạ, chắc xương với phần bên dưới này, còn bên này nó chết, cái tay bên này chết luôn, à. Chết hẳn luôn. À. Là em không cử động được nữa.
À lúc đó là cánh tay là em cảm thấy nó nặng, nó giống như một khúc gỗ nó treo lên người thế luôn á. Dạ. À. Không cử động được nữa. Dạ. Còn tay bên này thì mạch yếu. Mạch yếu là em chỉ có làm cái gì thôi. Ừ. Chứ bây giờ thì tay bên này của em nó ok chưa? Dạ. Cũng được 50% đấy. À 50%. Tức là em nắm được có vào được. Ừ. Chỉ có việc là nó không thẳng ra hết. Ừ. Nó bị rút tay. Ừ. Khi em muốn chọc, không chọc được, em phải gấp tay lại để chọc. À, tức là sau khi mà xảy ra cái sự cố bị điện giật đó xong là gần như là cái tay phải của Sơn nó bị chết hoàn toàn luôn rồi. Bị mất khả năng vận động luôn rồi. Thành ra là không cứu được nữa. Thế là về đến Việt Nam là cắt luôn, bác sĩ là tháo luôn. Dạ, về đến lúc đó thì em lại bất tỉnh rồi. À. Dạ. Lúc năm cấp cứu thì khi lúc ấy thì vợ người nhà làm việc với bác sĩ chứ. Ừ. Lúc đó. Vợ Sơn lên ngồi trên này tí đấy. gần đây để anh em ta trò chuyện tí đấy. Khi đó thì em lại hôn mê rồi. À. Dạ. Khi mà về đến bệnh viện được cấp cứu là em lại hôn mê rồi. Dạ. Thành ra là mình cũng không nhìn thấy được cái gọi là mình không nhìn thấy được cái cơ thể của mình đúng không? Dạ. Ừ. Khi xong họ phẫu thuật, họ cắt tay cắt chân, khi nữa em mới biết. Ừ. Sốc lắm. Khi mà mình tỉnh dậy cái mình thấy là bây giờ tay chân của mình như thế là mình sốc hả? Dạ. Hoang mang, nó buồn đúng không? Dạ. Chán đúng không? Dạ. Giờ cái cảm giác nó đỡ hơn được nhiều chưa? Dạ rồi. Đỡ hơn rồi. Dạ. Vợ con rồi là cha mẹ rồi anh em bạn bè xóm làng mọi người đồng viên rồi mình cũng cảm thấy nó yên tâm hơn, nó lạc quan hơn rồi đúng không? Dạ. Ừ. Đấy, cái cảm xúc đó là ai cũng nếu đã từng xảy ra những cái sự cố thì đều có những cái tâm trạng như thế quý vị. Tội nghiệp. Thôi bây giờ cứ mạnh mẽ lên. Dạ. Đấy, rồi tới đây mình sẽ ổn định được cái sức khỏe là mình sẽ tìm kiếm những cái cơ hội, những cái công việc nó phù hợp với cái cơ thể của mình em ạ. Dạ. Ừ, đấy. Bây giờ rất là khó là thuần tay phải mà bây giờ cắt mất tay phải rồi. Bây giờ còn tay trái. Tay trái thì bây giờ làm cái gì nữa hả? Hát hay không? Không hát được. Dạ. Tưởng hát hay thì bây giờ làm cái nghề là làm ca sĩ. Đấy, lên là lập một cái trang fanpage rồi là mình ăn rồi là hát thôi, livestream thôi, bán hàng thôi. Ừ. Đấy, hoặc không sau này là học cái kỹ năng là kinh doanh online nhá. Dạ. Đấy xong rồi sắm cái điện thoại hoặc là cái laptop thôi. Mình ngồi nhà là mình cứ liên kết các cái sản phẩm, các cửa hàng, các công ty mình bán hàng online. Dạ. Kiếm thu nhập để nó phù hợp với sức khỏe của mình. Hoặc là nếu mà không nữa thì vườn tược mà rồng mình có thể chăn nuôi. Yeah. Ờ. Đấy, ở trong Quảng Bình ấy có một cái anh này là anh khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà cách đây cũng đâu đó là mười mấy năm ấy. Anh bị một cái tai nạn đó là bị đi trên rừng ấy, rồi là gom phát hiện là có một quả mìn của bom gì đấy. Rồi anh ấy cùng với một người bạn nữa đào lên. Rồi không may là nổ của mình nó một cái là cuối cùng là bị tổn thương mà bị cụt tay. Mù luôn cả hai mắt. Yeah. Thế mà bây giờ làm kinh tế là cực kỳ giỏi. Yeah. Trước đây là hộ nghèo, bây giờ thành hộ giàu rồi. Đó, anh mù mắt, cụt một tay mà vẫn nấu riều được. Yeah. Vẫn chăn nuôi được. Nuôi gà, nuôi lợn được rất nhiều. Em ạ, à, thế giỏi như thế. Cho nên là khả năng con người chúng ta đấy là vô biên. Nó không có giới hạn. Cái điều quan trọng đó là chúng ta cứ mạnh mẽ, cứ lạc quan để chúng ta vươn lên. Sơn nhé. Yeah. Ừ, cố gắng lên em. Sinh năm chín mấy hả? Dạ em sinh năm 91. 91 à? Dạ. Tuổi Tân Mùi á? Dạ. Tân Mùi là tui mần là phải mần thôi. Chứ không có ai mần cho mình đâu. Ok nhá, lạc quan dạ, lên. Dạ. Đấy, trò chuyện với vợ của Sơn tí hả? Em Ly hả? Anh găm cái mic đây, anh dạ, trò chuyện với Ly tí. Ly là hai con rồi hả? Dạ. Hai vợ chồng được hai đứa, đây là đứa thứ mấy? Dạ, đứa thứ hai anh ạ. Đứa thứ hai á? Dạ. Ừ. Lúc mà nghe tin chồng của mình bị điện giật như thế thì em, cái tâm trạng của em thế nào? Nói chung là lúc ấy là không còn cảm xúc luôn. Ừ. Ăn uống không được mà cũng không ngủ được. Tại vì là nghe tin anh bất tỉnh bên Lào ấy. Ừ. Mà người bên ấy thì dẫu em không cho em biết. Ờ. Sau có người kể cho em biết thì sau em mới hỏi người thầu thì gọi điện đi. Người bảo là
yên tâm đi chứ không can chi. Sau mấy ngày sau thì họ đưa về đúng mình được gặp chồng. Khi mà em nhìn thấy trực tiếp chồng mình từ bên nào thấy cơ thể của anh như thế thì em chắc là hoảng lắm đúng không? Dạ. Em phải cố kim nén cảm xúc không để tạo nền tảng cho anh, không nó sợ anh sụp đổ. Gì là bánh? Ba bồng em chứ. Bà bồng em này. Lúc mà Sơn về đến Việt Nam rồi em nhìn thấy là lúc đó là Sơn đang bị hôn mê. Dạ. Và em nhìn thấy tay chân của Sơn lúc đó thế nào? Tay phải của anh thì khúc này nó đen queo gì? Hết rồi là lành ngắt luôn. Queo hết à? Dạ. Mà nó đen hay nó trắng bình thường? Nó đen. Nó lành buốt luôn. Còn phía trên này thì nó loét hết. Ở trên này á? Dạ. Còn tay bên này thì bọc nổ hết đi. Ra ngoài bác sĩ chụp ảnh thì em mới biết mà thôi chứ bên trong em... Bà nội bồng em một tí hả? Để trò chuyện với em Ly một chút nữa hả? Đi ra bà nội bồng nhá. Bà nội bồng ra ngoài chơi một tí. Đấy, cho cháu ra ngoài một tí rồi. Dạ. Lúc nó ngủ mấy giây nó uốn. Nó ngủ mấy giây nó hay uốn á? Dạ. Đó là con thứ hai hả? Dạ. Đứa đầu là mấy tuổi rồi? Đứa đầu 4 tuổi anh ạ, đang đi học. Đứa đầu 4 tuổi. Dạ. Và đứa thứ hai là 2 tuổi. Dạ. Con nó nhỏ. Cháu nó nhỏ cho nên là phải nó uốn uốn, bà nội bồng cho ra ngoài một tí rồi. Thì lúc mà khi mà em nhìn thấy Sơn về đấy, về Việt Nam, về cấp cứu ở tại Việt Nam thì lúc là cánh tay phải là nó lành ngắt. Và phía dưới này thì nó đen mà phía trên này thì nó loét. Dạ, nó loét tận bên vai này luôn. Nhìn lúc đó nhìn ghê, nhìn sờ đúng không? Dạ. Lúc đó lo lắm, hoang mang hả? Dạ. Thế rồi trong cái quá trình mà Sơn điều trị ở ngoài Hà Nội đấy, thì có lúc nào mà mình cảm thấy rằng là sợ nguy hiểm đến tính mạng của chồng không? Dạ có. Bởi vì anh có nghe em nói rằng là Sơn tốn kém rất là nhiều tiền và có những lúc là anh phải nằm ở cái gọi là cái phòng hồi sức cái gì đó đấy. Và có những lúc mà cảm giác là sờ cái chỗ cái phần nách này là nó bị hoại tử và nó ăn vào trong này thì gần tim gần phổi cho nên rất là nguy hiểm đấy. Thì lúc đó là cái bệnh lý như thế nào mà em lo lắng? Những cái biểu hiện bác sĩ nói như thế nào mà làm cho em hoang mang? Hôm mày cắt tay này xong thì sang tay này thì bác sĩ bảo là giờ đang hồi chẩn mấy ngày để quyết định có cứu được cái tay ấy không. Tại vì là nó loét tần vô trong xương mà mạch nó yếu. Nên là bác sĩ phải hồi chẩn 2 ngày, đúng lúc ấy là tinh thần của em suy sụp luôn. Nên là em không vô được trong anh. Hôm ấy là em phải nhờ người vào chăm sóc anh, nhưng em không thể trực tiếp được với anh luôn. Nan dại hè. Rồi là nằm ở phòng cấp cứu được bao nhiêu thời gian? Nằm phòng cấp cứu được 15 ngày anh ạ. 15 ngày trong phòng cấp cứu luôn. Nan dại, lúc đó là ăn một chỗ, vệ sinh tất cả mọi thứ một chỗ. Dạ. Em phải vào vệ sinh hết mọi thứ cho chồng. Mà ở trong ấy thì anh đau không ăn được. Ăn được 1-2 thìa chảo thì đau rồi thôi, thì bỏ một suất chảo luôn. Cái cảm giác, cái người mà bị đau đã đành rồi quý vị. Nhưng những người thân ấy, là người trực tiếp mà chăm sóc, nhìn thấy cái cảnh đó thì càng đau đớn, càng đau khổ vô cùng nữa. Rất tội nghiệp, rất đáng thương. Đấy. Bây giờ thì cái cơn nguy kịch thì nó cũng qua rồi. Mình cũng có đồng viên chồng em ạ. Bởi vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta cần những cái sự đồng viên, cần những cái lời an ủi để tiếp thêm được cái năng lượng để cho chồng. Và em cứ tin tưởng một điều rằng là cái năng lượng, cái khả năng con người chúng ta là không có giới hạn. Đó. Cho nên là ngày hôm nay mặc dù có thể là chồng của em có vấn đề như thế này, nhưng vẫn có thể làm nên được những cái điều tốt, vẫn có thể trở thành một cái người đàn ông là trụ cột của gia đình. Đấy, mình cứ tin tưởng cái điều đó. Yên tâm lên Sơn nhé. Đấy, cho nên là mọi thứ thì mọi cái vấn đề mà nguy kịch thì nó đã qua rồi. Bây giờ là chúng ta cần phải chiến đấu với cuộc sống em ạ. Nhá. Cuộc đời là bể khổ mà sinh ra là đã phải khóc rồi, đúng không? Cho nên không ai sinh ra cười, cho nên là trong cái hành trình mà cuộc sống của chúng ta đấy, trong cái quãng đời của chúng ta là sẽ có những lúc mà có những con người không có những cái sự may mắn, nó xảy ra những cái rủi ro mình phải chấp nhận thôi. Đó. Thì cũng chia sẻ với quý vị về hình ảnh của em Sơn là như thế, và trong
thời gian vừa qua đấy, thông qua sự kết nối của Khánh thì đã có các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em Sơn và em Tới, hai người mà bị điện giật và sau đó cấp cứu phải cưa tay cưa chân như thế này đấy. Thì tổng số tiền là ở cái lần trước ấy, thì gọi là các nhà hảo tâm đã tổng hợp lại và gửi về cho Khánh để giúp cho em Sơn và em Tới là 190 triệu 100 ngàn đồng. Thì anh Khánh cũng đã thay mặt các nhà hảo tâm là trao cho gia đình mình rồi hả? Dạ. Số tiền đó là chia đôi ra, mỗi người một nửa. Thì cho Sơn đợt thứ nhất là 50 triệu à? 55 triệu 050 nghìn hả? Sau đó thì anh Khánh trao 40 triệu nữa rồi đúng không? Dạ. Đúng chưa? Dạ. Đúng chưa em Ly? Dạ đúng anh ạ. Ừ, đấy. Thì đợt này thì anh Khánh ra thăm đấy. Thì các để cập nhật cái thông tin cũng để chia sẻ với các cô chú, các nhà hảo tâm. Thì cũng có thêm vài nhà hảo tâm nữa có gửi tiền về cho anh. Đấy, để gọi là động viên Sơn. Mua cho Sơn gọi là hộp sữa bồi dưỡng sức khỏe nhá. Đấy, thế rồi thì mọi thứ thì cũng biết rằng là trong thời gian qua thì cũng rất là tốn kém. Gia đình mình thì còn vất vả. Vợ thì như làm thợ may đúng không? Làm công nhân may đúng không? Dạ. Thì đồng chồng là làm thợ hồ, nói chung là hai vợ chồng thậm chí là cái nhà cũng rất là cũ xuống cấp nhiều, chứ đang gom để gọi là cố gắng để làm để kiếm tiền này. Mà sửa sang nhà cửa nhưng mà bây giờ chưa kịp làm thì bây giờ xảy ra sự cố này rồi. Đó. Cho nên là thành ra là cái công việc như vậy cho nên là cũng khó khăn. À, cũng phải vay mượn nhưng mà biết làm sao được, của đi thay người á. Nhá. Đấy thì hôm nay ngoài cái số tiền lần trước ấy thì hôm nay có thêm vài nhà hảo tâm có gửi về cho Khánh để giúp đỡ cho Sơn và Tới đấy. Thêm 4 triệu nữa quý vị ạ. Đấy. Thì đồng viên mỗi em 2 triệu gọi là mua sữa bồi dưỡng sức khỏe Sơn nhá. Dạ. Đấy thì đây hôm nay anh Khánh đến đây thì thay mặt các nhà hảo tâm là gửi chia sẻ cho em nhé. Dạ, dạ. Có thêm hộp sữa đấy. Dạ. Dạ. Đó dạ. Em thì lần là, như vậy là tổng số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cả em Sơn và em Tới là 194 triệu. Quý vị, 194 triệu 100 nghìn đồng. Đó. Thì danh sách các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cả Sơn và Tới thì Khánh sẽ để trong cái phần mô tả cái đường link, đó là cái bản sao kê cái số tiền mà các nhà hảo tâm gửi về để giúp cho hai em, để quý vị chúng ta tiền theo dõi. Bởi vì là cứ người 100, người 200, người 50, người vài triệu, rồi danh sách nó rất là dài, nó đến 300 mấy người, Khánh không có thể đọc hết được ở đây, nó tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên là Khánh sẽ ghim ở trong cái phần mô tả cái đường link về cái bản sao kê tại ngân hàng Vietcombank để quý vị chúng ta tiền theo dõi quý vị nhé. Đấy, và cũng như là để gia đình mình biết được cái sự chia sẻ của mọi người. Em Ly nhé. Sơn nhé. Dạ. Thôi chúc hai vợ chồng em là sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong cái thời gian tới nhé. Dạ. Cố gắng lên, bắt tay thử cầm mới chắc không. Dạ. Bóp hết cỡ đi. Đấy. Nhìn cái nét mặt của em ấy. Dạ. Rất là hiền hậu. Anh nghĩ rằng là cái hoàn nạn, cái kiếp nạn em đã vượt qua rồi. Dạ. Trong cái thời gian tới em sẽ gặp được cái may mắn ấy. Cố gắng lên. Dạ. Nhá. Dạ. Em hiền hậu nhìn. Dạ em cảm ơn anh Khánh và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia em, gia đình em. Thôi cố gắng lên nhé. Dạ. Rồi sau này mà thích kinh doanh online. Đấy. Để mà phù hợp với cái sức khỏe lao động của mình mà cần đến cái sự chia sẻ tư vấn của anh Khánh. Dạ. Anh Khánh sẽ hỗ trợ cho em. Dạ, nhá. Dạ, dạ. Ok. Em Ly nhá. Dạ. Thế bữa nay thì chồng về rồi em đã đi làm chưa? Em chưa anh ạ. Vẫn chưa đi làm được hả? Dạ, tại vì là anh đang phải phục hồi chức năng cánh tay này. Phải hỗ trợ. Vì là bác sĩ nói không tập là nguy cơ mủ nổi gân cáo. À. Tại vì bằng điền ghép da dày, anh ghép da dày nên là phải tập để cho nó có dàn cái gấn. Không là phải mổ lại gấn. Thế là vậy vẫn phải ở nhà để chăm chồng. Dạ. Là về nhà được tầm một tuần mới là nghe em phải đi viện tiếp. À. Dạ. Là chuẩn bị là phải đi viện tiếp à? Dạ. À. Phải từ 6 tháng đến 5, nếu mà cơ em mềm thì được, còn không thì 1 đến 2 năm là cái tay của em. À. Dạ. Ủa thế thì cái giai đoạn này là cả hai vợ chồng là cứ cuốn quýt bên nhau là không có đi làm được gì. Yeah. Thế này lại không có thu nhập. Yeah. Thế thì anh chưa từ vệ sinh cá nhân được. Thế thì nan giải quá hả? Yeah.
Thế thì căng quá, thế bây giờ cả hai vợ chồng cứ phải ở gọi là phục hồi chức năng cho chồng như thế này rồi thì không có làm gì được, nguồn thu nhập không có thì làm sao? Trước đây hai vợ chồng đi làm được có tích lũy, có cất được vài cây vàng đâu. Em đi làm công nhân máy thì được một tháng được 3-4 triệu chưa đủ tiền sửa cho con. Anh phụ thêm, anh trụ cột chính. Còn giờ thì thế này rồi thì... Thì nan giải quá hả? Căng thế sao này? Thôi thì cứ từ từ rồi ta tính ha. Đấy, anh em bà con có thể chia sẻ giúp đỡ gì đó rồi dần dần mình tính thôi. Bây giờ khó khăn thì mình phải phải làm sao à? Thôi thì bây giờ phải bóp mồm bóp miệng, bớt ăn bớt tiêu thì biết làm sao được chứ. Nhá. Rồi chúc hai em lạc quan để vượt qua khó khăn nhá. Cứ yêu thương nhau, cứ chung vai đấu cật để vượt qua khó khăn. Anh nghĩ là ông trời sẽ thương và sẽ giúp cho các em có những cái thuận lợi trong thời gian tới nhá. Rồi, thế thôi anh về nhá. Cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho em Sơn cũng như em Tới trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì Khánh sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Khánh sang nhà em Tới, là một người đồng nghiệp, một anh thờ hồ cùng với Sơn, cùng với cạnh Ngô Vi Điền Giật ở bên Lào đấy, để chúng ta thăm hỏi và nắm bắt tình hình sức khỏe của em Tới như thế nào quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình của Khánh nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Khánh xin khép lại nội dung gặp gỡ em Sơn tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye bye.